Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt. Hôm nay mình tiếp tục chơi cái thanh niên tôn ngộ không, Tế Thiên Đại Thánh. Đây là một vị tướng được rất nhiều anh em quan tâm. Vì vậy mình sẽ cố gắng úp nhiều video về con tướng này để cho anh em tìm hiểu rõ cái bộ kỹ năng và cái sự bá đạo của con tướng này. Đây là một con tướng rất là bá đạo anh em. Nhưng mà lúc đầu thì nó khá là thọt, bởi vì khá là yếu, vì cái bộ kỹ năng của nó là cái chiêu nội tại đó, anh em thấy thế không? Nó gậy như ý, nội tại áp sát tướng địch, rồi một pha tốc biến thần thánh của Ahi team bạn, quên, không phải là Ahi, tưởng là Liên Minh Huyền Thoại, là mà Rally, một pha tốc biến rất là cẩn thận, như kiểu mình một phát một gậy là đập chết nó luôn ý. Cứ nghĩ là mình lúc nét rồi mới vào game, mới level 1 mà. Rồi đánh rất là cẩn thận. Rồi trận này có đến 4 bạn Việt Nam, 3 bạn team mình, còn một bạn bên team kia cầm Malok hay sao. Hai bạn team kia, một bạn cầm Malok, một bạn cầm con thỏ răng dài, mình đặt tên nó là thỏ tinh danh, bởi nó rất là tinh danh và nghịch ngợm, và nó có cái mũi. Đúng lúc gặp rừng team bạn đang ăn rồng con, rồi chạy rồi, rất là cẩn thận, bật chiều cuối lên chạy rất là nhanh. Một gậy bạo kích 1000 dam, mới level 3 thôi. Bạn này thấy con này nó bá đạo chưa? Mới đây và ba rồi, bạo kích đã kinh khủng như vậy rồi. Rồi trông nó có mà nó mà có đồ thì anh em cảm giác cái độ mạnh của con tướng này nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách nên đồ con này, nên đồ làm sao để nó có thể là mạnh nhất, có thể cân được team, nét game có thể cân được team. Thì anh em lên đồ thì mình để đồ ngay dưới đó, anh em có thể quan sát cách lên đồ của mình. Nó là hai món bạo kích, một thanh quỷ kiếm, một thanh phức hợp kiếm và một thanh phá giáp Mumasara. Rồi anh em, cách lên đồ này là cái này lên đồ full nam, và con ngộ không nó một đấu sĩ, vì vậy anh em sẽ đánh theo lối là không được hổ báo quá, lúc đầu không được hổ báo băng trụ. Hổ báo giết địch nhưng mà không được hổ báo băng trụ, bởi vì cái con ngộ không này nó là một tướng rất yếu, yếu máu rồi pha nhảy nó so rất là hay của con thỏ. Rồi các bạn thì cứ chào nhau liên tục vì mới sáng sớm mà. Đây là trận đầu ngày của mình. Rồi một pha băng trụ của Lagoru rất là hay, chết chắc rồi, một mạng rồi, mình rất là ngon. Rồi giết người xong thì cố gắng lấy trụ luôn để lấy tiền nên đồ. Mình là tướng lết mà. Rồi thì số hiện tại là 43, team bạn đánh khá là hay. Là MOBA Việt khi nào rảnh làm clip Việt hóa. Ok. Cách cũ thì vẫn được đấy, ai cũng biết cách cũ, mình chia sẻ là cách cũ là như thế, copy file Việt Nam sang là được. Nhưng mà các Việt Nam thì chưa có những tướng mới, ví dụ như các con Lagoru hay con Arthur hay là con thỏ, và một số con mới khác thì bên Việt Nam là chưa có, nên mọi người chưa dịch. Vì vậy mình dịch nốt cái phần chưa có đấy thì nó mới hiện tên chuẩn xác được. Thì vẫn còn đang dịch vì kỹ năng của nó rất là khó hiểu, nên mình dịch khá là lâu và rất tốn thời gian, vì mình cũng không biết tiếng Đài Loan đâu, mình dịch bằng máy mà. Dịch bằng máy thì nó rất là tối nghĩa, nên mình phải lần mò từng từ một.
nói chung là rất là khó hiểu. Thì phải chơi trước, dịch trước trong chơi trận một thử trước một trận để xem bộ kỹ năng của nó như nào đã, rồi mới dịch chuẩn xác được các bạn ạ. Rồi các tên của các tướng thì nó nói chung là khó dịch lắm. Nhiều con mình dịch tên sai tên tướng, ví dụ con thỏ đó thì mình đặt tên nó thỏ tinh danh, chứ không phải nó thỏ tinh danh đâu, mình nhìn ngoại hình mà nó đoán thôi. Nó tên là cái con Momasari cái gì ạ, tên như là kiểu tên tiếng Nhật. Ok, không liên miên nữa, trở lại trận đấu thì team mình đang bị team bạn dẫn với tỷ số 7-5. Thì mình thì vẫn đang tích cực farm thôi. Hoặc là tướng nết mà. Farm phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong cái phút đầu tiên này. Có tầm hai đồ bạo kích, một đồ bạo kích và một cái thanh quỷ kiếm là có thể báo rồi. Nhưng mà tầm này thì mình gõ là rất là đau rồi. Theo dự kiến thì con Ngộ Không này cũng sắp về Việt Nam rồi đấy. Tầm hơn một tháng nữa thôi anh em ạ. Anh em gắng đợi hơn một tháng nữa là sẽ được chơi con này. Rồi, không đến kịp mà xin mạng nào cả. Anh em đánh rất là hay và tỷ số là 9-7 rồi. Vượt mặt team bạn rồi. Ngộ Không thì anh em cứ nên đồ như mình thì rất là mạnh. Nhưng mà giai đoạn đầu thì anh em làm sao mà phải farm được tốt, đó là cách đánh và cách nên đồ. Và chớ là đừng dại bằng trụ. Bởi vì trụ thì bắn rất là đau, mà Ngộ Không máu thì rất là mỏng. Bây giờ tầm đồ này mình có thể hổ báo được rồi. Hổ báo xong lên giết địch rồi. Có một món bạo kích và một món hút máu rồi. Rồi bạo kích bây giờ mình có 1.200 máu. Hổ đánh đen không bạo kích. Rồi giết được rồi. Giết được con Naloru rồi. Rồi team bạn đẩy trụ rồi, đẩy trụ thẳng đường giữa luôn. Mà giết nó có Ruru thì bạn nên kinh quá. Chắc là mất trụ rồi. Rồi mất luôn cái trụ rồi. Rồi xong nên giết. Vòng dàn sau đập. Choáng. Đập chết rồi. Và hit là chết rồi. Ma lốc này. Ma lốc thì chuyên trị tăng chứ. Gặp các tướng đam, nhiều tướng đam này thì cũng sấp mặt. Rồi các bạn ấy chạy luôn. Anh tên này đứng lại xem. Chờ đợi để bạn ấy xá phá xong nhà thì có mà thắng luôn à. Chơi gì khôn vậy? Chơi bài gì khôn vậy? Lùi về thôi. Một pha lấy hơi báo rồi. Nhưng mà team bạn có vẻ sợ vía mình chạy ra thì bốn người co cụm lại, rất là hài hước. Hồi team bạn tập trung rất đông, 5 người đi chung với nhau khó rồi. Rồi đợi ra ma nốc ulti một phát đẹp thì có thể giết hết được. Nakoruru team bạn rất là xanh rồi, xông lên làm choáng giết hết 3 trên 5,
3 trên 4 chứ. Rồi. Bây giờ mình đã có 2 món đồ bạo kích rồi, bây giờ thì rất là bá đạo rồi. Hát chích luôn. Và Ngọc để ép cho Ngộ Không thì anh em Ngọc đỏ anh em sẽ ép full bạo kích nha. Bạo kích và sát thương bạo kích. Ngọc lục anh em cũng ép bạo kích và máu. Còn ngọc cuối cùng thì anh em có thể ép công hoặc là ép giáp. Hoặc là ép máu luôn. Máu và giảm một chiêu. Nói chung là ngọc đỏ anh em mà chắc chắn phải ép bạo kích và sát thương bạo kích rồi. Và ngọc lục cũng, ngọc tím cũng thế. Đấy là những món để cho những các sát thương tướng sát thương bạo kích. Rồi thỏ bây giờ gặp mình thì chắc là hai gậy rồi. Bây giờ bắt tìm bạn rất là dễ luôn. Rồi một gậy. Hai thanh niên Nagoruru bây giờ gặp mình. Nagoruru lúc đầu mạnh thôi. Về sau thì gặp tôi nữa không thì solo 1-1 thì Nagoruru thì chắc cũng 2-3 hit thôi. Ngộ Không là một tướng về lết rất là mạnh, bá đạo. Đồng đồ này thì có thể cân được 3 rồi. Rồi mình đánh rất là cẩn thận, không bao giờ băng trụ nha. Băng trụ thì rất dễ chết, có thể giết được tướng địch nhưng mà mình rất là dễ bị bắt. Đó, một pha băng trụ các bạn thấy chưa? Rất là nguy hiểm, trụ bắn rất là lâu. Rồi quay lại quất luôn. Rồi lên đồ thế này thì có thêm quỷ kiếm thì hồi máu rất là kinh khủng. Bạo kích có thể một phát hồi 1000 máu. Xông lên, rồi rồi 2 hit, 2 gậy là chết. Giờ team bạn thì nói chung là hết cửa thắng rồi. Cứ để cho tôi không farm lên đồ thì coi như xác định. Đây là một vị tướng được sẽ được các anh em cao thủ ưa thích rất là nhiều khi dùng để leo danh. Với cái sự bá đạo của nó và cái sự cơ động, rất là cơ động của nó. Về late game thì lại rất là mạnh. Một tướng khá là hoàn hảo. Rồi ráng đợi một hơn một tháng nữa thôi này anh em được chơi. Ok thì mình đang ăn kinh công rồi. Năm thanh niên đã hấp diêm trong con kinh công. Và bây giờ sẽ tiêu diệt team bạn. Vòng ra đằng sau. Đó các bạn thấy không? Mình móc hậu và tiêu diệt team bạn rất là nhanh. Một hit thôi. Một hit, một gậy là gần chết thỏ rồi. Xong một phát chém thường là chết chắc. Đã full đồ rồi. Nagoruru team bạn thì chơi chiến thuật là đây này. Rồi thắng nhanh vậy. Mình định hành team bạn một tí nữa mà các bạn team mình muốn thắng nhanh quá. Ok và video của mình đến đây hết. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.